con có đi làm như trai với em. Gì đâu mắc cỡ không con. Sao hết con gái à, cái đó đâu có xấu đâu con. Thì tôi tên là Quỳnh Vũ Lăng, năm nay 40 tuổi, hiện tại đang công tác trong lực lượng vũ trang của tỉnh Hậu Giang. Thì lý do tình cờ trong một lần hành quân huấn luyện dã ngoại kết hợp trong công tác vận động quần chúng của địa phương mình, thì tôi mới gặp được cái hoàn cảnh của bé My. Khi trời mưa thì tôi mới vô được mưa, thì cũng như các anh đã thấy, vô được mưa nhà bé My thì giờ nhà bé My như vậy nè, được mưa cũng như không. Thì anh em mới ngồi lại để hỏi thăm cái hoàn cảnh của bé. Thì bé mới kể rằng là bé bị mẹ bỏ lúc còn rất là nhỏ. Thì sống chung với cha, với đứa em gái nhỏ nữa. Bé tuy là gia đình rất là nghèo, cực kỳ nghèo, nhưng mà bé học rất là giỏi, có một cái nghị lực hết sức là lớn để học, để phấn đấu, để có một cái tương lai sau này. Tôi là một mình nuôi hai đứa con để cho nó cố gắng ăn học. Con tôi cũng nói là cha, vì con không phụ lòng cha đâu, để con gắng học cho cha xem. Tôi nghe con tôi nói vậy, tôi mới lên trên Di Linh Lâm Đồng, tôi bẻ cà phê. Sau đó tôi bị té là bị đập đầu chỗ đá, cho nên từ đó thì sao tôi làm việc nặng không có được nữa. Lúc mà cha con bệnh nghỉ làm á, thì cha con vẫn đi kiếm cá. Cha con vừa là mẹ, vừa là cha. Nhiều đêm khi ngủ thấy hai đứa nó ngủ mà tôi cũng thấy trong lòng cũng thấy là đau, đau ruột lắm. Còn không biết làm sao giờ chứ, mẹ nó bỏ đi rồi, phải mà gán mà nuôi hai đứa con ăn học. Chứ không để con tôi mà nó khổ như tôi đâu. Con hơn cha con rất nhiều. Cha nuôi con lớn, con rất hơn cha, con muốn ăn học hiện tại để báo hiếu cho cha. Và bản thân tôi sẽ hát cho bé My, giống như là hát cho con gái của tôi, để cháu có được một cái ước mơ như chương trình đã đặt cái tên đó là chương trình Hát Mãi Ước Mơ. Chốn đưa đôi thuở nào về Hậu Giang nhé em, dù mưa nắng sớm chưa dậy dầu, dòng hoài bâng khuâng nghe sâu nặng nỗi niềm xa quê, sông có kịp dời đầy nhưng lòng có thể nào về Hậu Giang em, về với chốn đưa nôi như thuở nào còn bé bồng. Hay quá. Về với nhịp giọng đông đưa giữa trưa hè kéo kẹt bên tiếng mẹ ồ ơ sâu lắng nặng ân tình. Về với dòng sông dối kỷ niệm đời mình, về với quê hương bao đời chúng thủy như câu hát ví dầu ai nỡ quên nhau. Trời ơi, dễ thương quá à. Về với xóm làng xưa dẫu còn gian khó,
mà ngọt bùi cùng sáng sẽ do nhau. Sáng đẹp tình người dễ dàng trước sau, dù ai có đi xa vẫn hoài mong thương nhớ. Ok, quá hay. Một đời khói lửa đang gom thôn sống tiêu điều, giữa con đò néo giờ dẫu báo giống dẫu bài lòng chợt già, chân tương đợi chờ ngày biển lặng sống yên. Nhớ ngày nào trên đất Phương Ninh, cọng rau rừng sẽ chia ấm tình đồng chiên. Hậu Giang ơi xa rồi thời chinh chiến, sao vẫn đông đầy nỗi nhớ mênh mang. Cảm ơn phần trình bày của anh Lăng ạ. Không biết là ban giám khảo mình có những nhận xét gì dành cho anh không ạ? Cao quá dữ luôn. Cao quá dữ luôn. Em bộ đội, em vừa đẹp trai nữa vừa có giọng ca rất là ngọt ngào. Chị với là anh Trấn Thành ngồi đây cứ chắc lưỡi hoài à. Ca biết luyến lái ha, biết nhả chữ và biết sắp nhịp, biết chạy nhịp. Về Hậu Giang em về với chốn đưa nuôi như thuở nào còn bé bồng. Hay quá. Về với nhịp giống đông đưa giữa trưa hè kéo kẹt bên tiếng mẹ ồ ơ sâu lắng nặng ân tình. Phải nói là Lăng hát bài này quá hay. Ca đồ ha, làm biết nó dồn lại cục nghe cái ngâm để dài rồi cái dồn hết chữ vô rồi cái đoạn con đoạn chạy hụt cái bắt đầu chạy xong cái gì dính và cái cạch vô mà biết giật chữ nữa, giật nhịp nữa, ghê lắm. Dễ sợ lắm, ca rất là có kỹ thuật. Mà quan trọng nữa, ngoài cái kỹ thuật ra đó, anh đặt cái trái tim mình vô trong cái lời ca nên nghe nó mượt lắm luôn. Mọi kỹ thuật mà nghe nó chân phương đó. Dạ đúng vậy. Cảm ơn chân tình, cảm ơn anh. Dễ thương. Mà em nghĩ là anh Lăng chắc ở trong đơn vị là cũng là một cây văn nghệ đúng không anh? Hàng chiều tụi em hay tập hợp với nhau để giao hát karaoke á chị. Chưa bao giờ hát cho sân khấu luôn. Hát cho sân khấu này luôn đó. Dạ, đây là lần đầu tiên. Mai mốt quá mà có chương trình đường đến danh ca giọng cổ nhớ đăng ký vô tim Thoại Mỹ nha. Dạ, đúng rồi. Và ngày hôm nay thì anh Lăng đến đây là để giúp đỡ cho hoàn cảnh của bé My. Ở đây chúng ta cũng có thấy sự xuất hiện của bé My và bà nội của em. Xin mời bà và em cùng lên sân khấu ạ. Gái ơi, ba là thường một ngày làm bao lâu, mấy giờ tối ba mới về? Dạ cha con đi về 2 giờ sáng. Cỡ 6-7 giờ cha con mới về. 2 giờ sáng tới 6-7 giờ tối mới về hả con? Dạ, cha con đi làm cá, làm ở xưởng cá với bác cái ở nhà. Nhà có phụ ba gì không? Dạ con cũng nhận dịp gần nhà. Chứ con có đi... Con nói đi, không có sao hết. Con có đi làm như trai với em. Gì đâu mắc cỡ không con. Sao hết con gái à. Cái đó đâu có xấu đâu con. Ngẩng cao đầu sống không có gì phải xấu hổ hết. Mình làm là đồng tiền mình kiếm mà mình lo được cho cha. Con đừng có tự ti mặc cảm nha không con. Không có mặc cảm nghe chưa. Mọi người ở đây ai cũng thương con hết, không có lo lắng gì nghe chưa. Rồi. Điều quan trọng nhất là bây giờ con phải cố gắng con học, rồi mai mốt lớn lên con mới có được cái nghề nữa để con báo hiếu lại cho cha, rồi con lo cho em con nữa nha con. Yeah. Gái. Thương nha. Rồi. Mạnh mẽ lên con gái. Ok. Cố lên. Thương quá. Chú Thành rất là thương con. Nên chú Thành sẽ tặng cho gia đình con 10 triệu hen. Để mà về cho cha con đỡ cực. Mà con nhớ con phải hứa với chú Thành là con phải học thiệt là giỏi nha con. Cố gắng gấp 10 lần người ta. Dạ, thì nên nối tiếp anh Thành. Em cũng muốn dành một cái số tiền để sửa lại cái nhà chút xíu ha. Em cũng hùng 5 triệu.
Dạ con cảm ơn cô sẽ học. Con sẽ không phụ lòng các cô các chú. Bình yên cất bước hát lên, hát mãi ước mơ trong ta từng giờ trái. Chuyện tình mình tên là Quỳnh Thị Trúc Mai, sinh sống và làm việc tại tỉnh Tiền Giang. Chủ gia đình của cô Hai á là bà nội của bé Quân Bảo á, hồi xưa là vú nuôi của chị ruột mình. Thì nhà gia đình của cô là khó khăn từ đó giờ, và hiện tại thì cô cũng đã lớn tuổi rồi, mang trong mình rất là nhiều chứng bệnh. Tôi là nội hai của bé Nguyễn Quân Bảo. Từ hồi cha mẹ nó không còn ở gần nhau nữa, nó ở với ba chị em tôi. Từ hồi con 6 tuổi, cha mẹ con bỏ, không còn ở với con nữa, nên con sống với bà nội. Nhưng năm ngoái bà nội con khi bán số bị tai nạn nên qua đời. Vợ con sống với hai bà nội còn lại. Bà nội hai của con bị bệnh gây cột sống, không thể đi lại nhiều. Bà nội tư con đi làm cá một ngày chỉ kiếm khoảng 50 ngàn, nhưng lại có bữa có bữa không. Có lúc con thấy mấy bà nội con không có ăn sáng, con hỏi nha, bà nội con lại nói là ăn gọn. Nhiều lúc thì cũng khuyên hai bà cháu cũng nói chuyện với nhau, nói là con cố gắng đi, nội lo cho con đó, tới đâu hay tới đó. Nó nói nội ráng đi, con học tới lớp 9, lớp 10 á, rồi cái con nghĩ con đi vô xí nghiệp tiền tuyến, con làm, con kiếm tiền, con nuôi đợi nội. Trước khi nội con, ba con chưa mất, khi đi bán về, nội ba thường đem quà bánh cho con ăn hoặc cho tiền con ăn bánh. Nhưng vợ thì nó có mất rồi. Con giúp vợ hình ảnh người bà lắc xe về cho con những bịch bánh như hồi xưa. Nhưng mà giờ rất không xảy ra được nữa. Cho nên con sẽ cố gắng chăm sóc cho nội hai và nội tư. Vì khi mất đi một người bà là con mất đi một phần ba cuộc sống của đàn con. Mình không có cháu gái mà cái thằng nó còn nhỏ quá đi. Mà nó đang đi học, nó mà bắt nó giặt đồ đó. Cái bà cũng tuổi á, bà mới khóc. Cái nó nói nè, bà nội đừng có khóc. Bà nội khóc rồi, con khóc theo bà nội đó. Không có gì đâu, cái bổn phận của con nè. Vì chuyện nước là bình thường. Thậm chí khi bà nội cho thì con có thể đi mấy cái số. Mặc dù là cha mẹ của Bảo bỏ mẹ từ sớm á, các cái là đều nhờ nội hết, nhờ nội chăm sóc từ lúc con bé tới giờ. Hoàn cảnh khó khăn nhưng mà Bảo vẫn cố gắng để học hành, để trở thành một đứa trẻ tốt. Là con ước mơ các bà nội, mấy bà nội sống hoài với con, nên con sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho mấy bà nội con. Tôi sẽ hát hết mình để chắp cánh cho ước mơ của bé Quân Bảo. Dòng sông này đã chảy giữa đời tôi, như con sông nôn nao thương về quê ngoài. Lâu quá chưa về, chắc ngoại buồn ngoại lầy, nặng gánh gia đình nên bỏ ngoài phải. Không con sanh con ra là con gái
trầm ngâm nỗi ngoài dân thương đồng. Là đứa cháu mồ côi mà ngoại nuôi con khôn lớn, từ buổi lên năm lên bảy tuổi đầu. Ngoại từng kể cho con nghe, ba mẹ con đã sớm qua đời. Khi hay tin ngoại ôm con vào lòng ngoại khóc, vì ngoại biết rằng cháu của ngoại sớm mồ côi. Trong một giờ đau thương trùm phủ lấy đau thương, ngoại xé góc vải thu trích lên đầu con ai dành khăn trắng. Từ đó ngoại thương yêu cháu mồ côi của ngoại, con nhớ trong lòng không dễ gì quên. Cảm ơn chị Trúc Mai. Có vẻ là chị còn xúc động quá hả chị? Mai, gì vậy chị? Ca rất là hay. Ca gì không nhớ sao được. Tình cảm quá mà. Cái hơi chị nó dài mà nó chắc, mà nó khỏe mà nó Nó vang. Ca từ trái tim ra nó thì đây chị thấy ai cũng khóc hết trơn rồi. Ca rất hay. Chị, cái bài hát nó đúng với lại cái hoàn cảnh của bé Quân Bảo nữa. Rồi chị ca đó, ca trong cái nỗi lòng của mình. Vì ngoại biết rằng cháu của ngoại sớm mồ côi. Trong một giờ đau thương trùm phủ lấy đau thương, ngoại xe góc giải thu trích lên đầu có ai dành khăn trắng. Từ đó ngoại thương yêu cháu mồ côi của ngoại. Mà làm người nghệ sĩ mà ca bằng cái nỗi lòng của mình là xuất sắc nhất, mới xuất thần được. Chị ca ngoài cái sức tưởng tượng của em, bất ngờ luôn là làn hơi chị quá khỏe. Ngoài cái nội công thâm hậu đó, chị còn có cảm xúc chân thật nữa. Chị biết là... nén đó em. Dạ. Chị biết nén lại nén á. Chị nén, chị dừng, chị kéo xong vợ mặt em nó vậy luôn nè. Mặt em méo luôn nè. Em méo xẹo luôn nè. Dạ. Vậy thì Trúc Mai ngày hôm nay á, đến đây là để hát vì muốn giúp đỡ cho hoàn cảnh của bé Quân Bảo. Dạ, dạ. Tụi con chào bác. Dạ. Chào Bảo. Bảo ơi, năm nay em học lớp mấy rồi? Dạ, năm nay em học lớp 9. Em đi học, em có đi làm gì để phụ giúp cho bà không? Dạ, em làm việc lặt vặt ở nhà để cho bà nội tối nội về nữa, khỏi cần lo mấy chuyện đó nữa. Quét nhà, rửa chén, nấu cơm, giặt đồ, phải không? Dạ. Mấy công việc đó đúng không? Trời ơi, con trai mà giỏi quá vậy. Bây giờ là con có ước mơ gì không? Dạ, con ước mơ con có tiền được con tiếp tục đi học cho tới hết tới đại học luôn. Đúng, mơ vậy là đúng. Mình khổ hơn người ta rồi mình phải cố gắng chứ mình không có được lơ là. Cực khổ cách mấy cũng không được bỏ cuộc, phải ráng nha con trai nha. Thôi bây giờ lên. Vậy nè, cô Trâm á thì không có gì nhiều, nhưng mà cô Trâm muốn phụ giúp gia đình mình đó, để bà cũng đỡ vất vả hơn chút xíu. Cô Trâm gửi tặng gia đình 5 triệu.
chú Thành cũng gửi cô tặng con 5 triệu nha. Con cảm ơn chú Thành với cô Trâm. Cô Mỹ thì cũng gửi cho con một chút xíu, để mà con cần học, cần cái gì đó thì con có một ít tiền. Cô Mỹ gửi cho con 5 triệu nha. Dạ, con cảm ơn cô. Cô cảm ơn. Dạ, con gửi gia đình. Làm gì làm phải học nha con nha. Dạ, cảm ơn những nghĩa cử rất là đẹp của nghệ sĩ Trấn Thành, nghệ sĩ Thoại Mỹ và ca sĩ Võ Hà Trâm. Cảm ơn chị, cảm ơn bác và cảm ơn em.